Chưa? Đấy. Ok. Rồi, đấy, thế là mình đã đi được khoảng tầm 1 phần 2 đấy. Rồi nhá, sau khi xong này. Rồi, sau đó đến phần tiếp theo nhá. Phần tiếp theo thì mình sẽ làm là phần hiển thị cái grid view ở bên dưới này. Đấy, ok chưa? Thì để hiển thị cái grid view bên dưới nhá. Thì ở trong file support mình sẽ lô la là mình sẽ tạo ra một cái lô la một cúp tìm lại cái image view của nó để làm sao cho nó hiển thị ra được một cái hình lô la cái hình vuông nó đẹp như này đấy. Thì cái file copy ấy, cái file đâu nhỉ, cái file image view ấy, mình sẽ cũng để ở trong cái file support cho các bạn đấy. Đầu file support đầu của đây đấy, paste. Thì công việc các bạn nhé, các bạn copy cái file image view này, các bạn vào trong thư mục của các bạn, các bạn paste thẳng đây cho mình, enter. Đó, xong. Kệ nó báo đỏ lên không sao đâu. Ngoài ra nhé, các bạn cũng copy cho mình thêm một cái đâu nhỉ? Đợi đi, đây nó có hai file XML, có file hai file hai cái file XML để tạo ra cái file background hình tròn, hình bo tròn ấy. Đấy, các bạn cũng copy cho mình, bạn paste ở trong thư mục drawable đấy. Hai file XML nghĩa gì? Lúc là các bạn nhìn thấy ở trên này đấy, các bạn sẽ thấy ở đây có hai loại, một loại này là khi mình bấm vào chọn này nó sẽ báo đỏ ha. Còn một loại thì khi bấm mình không bấm, còn một loại không bấm chọn này, không chọn này, không là không chọn cái icon này, cái icon mà mình sẽ vẽ lên đấy thì nó sẽ không báo đỏ nữa. Nhưng mà nó đều bo cái bốn góc này. Ok chưa? Rồi xong. Thì tiếp theo nhá, các bạn vào trong thư mục layout, các bạn copy cho mình các bạn tạo ra cho mình một cái layout resource file, sorry. Đấy. Mình sẽ đặt tên là item. Rồi trong item ảnh thì mình sẽ làm gì? Thì đơn giản lắm. Đầu tiên các bạn sửa cho mình, nếu như có thằng con trên layout các bạn sửa mình thì redirect layout nhá. Tiếp đến mình sẽ sửa ở đây, mình sẽ tạo ra một cái redirect layout khác. Width mình để là map parent. À đâu, không 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 không, sorry. Ở đây mình sẽ tạo ra, mình sẽ gọi đúng cái tên cái file mà mình đã copy ở đây này, cái file image view ở đây này. Đấy. Các bạn gọi là image và chọn cho mình đúng cái thằng tên thứ hai nhá. Vào đúng cái tên mà các bạn là cái file Java mà các bạn đã làm ấy, mà các bạn đã copy ấy, và các bạn xiền cho mình cái width, mình các bạn này là map parent hay cũng là map parent. Và các bạn cho mình thêm cái margin nữa là khoảng tầm 5 dp. Ở 5 hơi nhiều ấy, ok. Sau đó các bạn đóng thẻ và gán ID cho nó. ID img ảnh. Đó. Rồi xong, sau đấy xong nhá. Các bạn kích chuột phải đây, các bạn tạo ra cho mình một cái file Java class và đặt tên cho nó là array adapter. À, ảnh adapter. Nó chính là cái adapter để đổ cái ảnh lên đấy. Thì thằng này nó sẽ extend cái thằng array adapter. Và sau đó các bạn mở ngoặc nhọn cho mình, các bạn gọi cho mình thằng integer. Integer. Đấy. Ngay lập tức nó sẽ báo đỏ thôi. Thì các bạn tạo ra, kích vào cái đèn ấy, các bạn nhấn chạm tạo constructor rồi. Rồi, các bạn chọn cho mình cái constructor mà nó có cái thuộc ba thuộc tính truyền vào là context, resource và object need. Nhấn ok.
Rồi xong đấy nhá, thì là cái đây là mình đã bên đây là mình sẽ cúp tùm lại cái adapter mặc định của thằng Android đấy. Nên là mình sẽ cần thứ nhất, mình cần thứ nhất là một cái Arnit, mình sẽ cần một cái Arnit. Các bạn cứ hiểu nôm na là cái hình mà các bạn nhìn thấy trên này, nó chính là cái những cái hình ở trong thư mục drawable và đổ lên trên này đó, được chưa? Đấy thì cái array adapter nhá sẽ có kiểu là integer, mình sẽ đặt tặng lên nó arr. Tiếp đến các bạn tạo cho mình một cái phá thằng context và determine nó đó là ct đó. Rồi trong constructor nhá, cặn gọi cho mình git chấm context bằng git chấm ct nhầm bằng context để nhận cái dữ liệu mà context mà nhận cái dữ liệu mà nó sẽ truyền vào, và cái git chấm arr bằng oh sorry, cái này các bạn cho mình là arrayNit nhá, bảo sao new một cái arrayNit, thằng này sẽ bằng new một cái arrayNit và truyền vào một cái object đó. Tiếp đến nữa là mình sẽ gọi ra cái hàm get view, ghi lại hàm get view. Thì hàm get view đơn giản thôi, nó cũng hàm get view này. Để giải thích thì nôm na các bạn cứ hiểu là nó sẽ lấy ra cái file mình thiết kế ảnh này và nó sẽ nhét ảnh lên cho mình đấy, nó sẽ nhiệm vụ nhét ảnh lên cho mình. Thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra cái content view của mình trước, chính là cái biến content view này à. Xem nó có bằng null hay không, nếu như bằng null thì mình sẽ gọi content view, mình sẽ tạo ra một cái layout interface trước, inflate bằng. Đây là cái cú pháp mặc định rồi, thực ra là cú pháp này nó đã được cải tiến lâu lắm rồi. Bạn cứ gõ cho mình nhá. Đây, ok, mình gõ hơi nhanh đúng không? Layout inflate. Các bạn đặt tên cho nó bằng ép kiểu cho nó về layout inflate. Gọi cái biến context của mình ra chấm get ship từ service get tiếp đến survive. Đấy. Và truyền vào cho nó, các bạn nhấn căn chung cách và các bạn sẽ thấy được một cái thằng là layout inflate survey này, enter chấm phẩy. Rồi sau đó mình sẽ làm gì, đây thì sau đó mình sẽ gọi cái content view kia bằng inflate chấm inflate r chấm layout chấm tiếp. Rồi, các bạn chờ mình một chút nhé. Rồi này, các bạn gọi cho mình đến thằng layout item này. Đó. Phải null. Thì lúc này là nó sẽ lấy cái thằng file thiết kế của bạn ra và nó gán cho thằng content view này. Đấy, và mình sẽ return content view. Rồi, thì trong content view của mình nhá, nó sẽ có một cái thằng ảnh đúng không? Thì đây mình sẽ tạo gọi ra một cái image 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 này, bằng đặt tên cho nó image này bằng content view chấm pin view by id r chấm id. Các bạn gọi đúng cái img ảnh của các bạn ra đó chấm phẩy. Sau đấy cái thằng ảnh này sẽ chấm set 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 tiếp này, set resource set image resource image resource đây image resource bằng arr get index và truyền vào cho mình cái thằng position đó. Xong rồi thì bây giờ để đổ lên ảnh trên kia kiểu gì, đúng chưa? Thì các bạn quay lại bên main activity cho mình nhá. Thì ở đây nhá, đầu tiên mình sẽ tạo ra cho nó một cái ArrayNit trước, một cái ArrayNit trước. ArrayNit này có tên là gì, có tên ArrayNit này có kiểu là gì, có kiểu là integer
nó để chứa các ảnh của mình mà, đúng không? Nó chứa các ảnh của mình mà. Thì đầu tiên mình sẽ làm ra đến một cái Aris để chứa tất cả các cái ảnh, đúng là chứa tất cả các cái ảnh nền đi đấy. Mình sẽ đặt cho nó một cái Aris là ARR ảnh nền, ảnh nền này chấm vẩy đấy. Sau đó ở trong hàm init mình sẽ tạo, lên, mình gọi lên, gọi nó, mình sẽ khởi tạo lên ARR ảnh nền bằng new ArrayInit đó, enter. Rồi sau khi lấy xong nhá thì mình đã gọi ARR ảnh nền chấm ADD, mình sẽ thêm cho nó một vài cái ảnh đấy. Thì các bạn gọi cho mình những đến cái ảnh là error là chấm này, drawable chấm tiếp cái ảnh nền mình đang để là bao nhiêu là gì nhỉ, ảnh nền bây giờ cái ảnh nền có mỗi một ảnh nền là Z1 đúng không, ảnh nền đây mình Z1 thì mình sẽ cho các bạn thêm vài cái ảnh nền nhá, Z1 này, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, à thôi vài cái đến Z9 đi, à, Ctrl Z9, Ctrl C. Đấy, mình sẽ paste trong thư mục trong cái file support của mình nhá. Đấy. Sau khi đấy xong rồi thì làm sao? Thì ở đây bạn copy cho mình. Copy và các bạn tương thẳng cho mình vào trong thư mục drawable. Ctrl V. Enter. Để nó có dữ liệu trước đã. Rồi thì thằng này nhá, ARR nền là Z1 đúng không? Z1. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, 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 D. Sửa một chút Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8 và cuối cùng là Z9. Rồi tiếp đến các bạn tạo ra đây cho mình một cái thằng ảnh After, các bạn đặt tên cho nó, ảnh mình sẽ đặt tên là ảnh After. Rồi copy và trong init của mình nhá, mình sẽ bằng, mình gọi cái ảnh After ấy, mình new cho nó một cái ảnh After truyền vào. Thứ nhất là context chính là zit là thằng này. Tiếp theo các bạn truyền cho mình số 0 và thứ ba là các bạn truyền cho mình vào cái ARR ảnh nền. Đấy, chấm vậy. Rồi xong, sang bên main activity, cạn kích cho mình vào thằng git view. Bạn gắn ID cho nó trước. Đấy, ID mình ghi là đây là GDV, chọn đi, chọn item đó, copy main activity, mình khai báo ở đây một cái thằng git view, một thằng git view có tên là GDV chọn item xuống phần ánh xạ, các bạn nhấn căn chân D và paste nó xa vào hai cái thằng này cho mình. Cuối cùng ở trong thằng setup các bạn gọi git view chọn item chấm set after chính là cái thằng ảnh after đó, xong chưa, ngon lành chưa? Và bây giờ chạy lên xem nó được cái gì nhá. Đấy, các bạn nhìn chưa, chạy lên thì bây giờ nó sẽ được như này rồi đúng không? Đấy, nhưng bây giờ bấm vào cái này thì đại khái là nó chưa chưa hề đổi đúng không? Đấy, thì tiếp theo, bước tiếp theo đơn giản thôi. Bước tiếp theo thì mình sẽ làm nào, cho ví dụ bấm vào này thì cái nít này sẽ thay đổi thành cái thằng của mình chẳng hạn.